Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Zero MV, chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2024 thì hôm nay tiếp tục lên sóng và giới thiệu bác, review cho bác những cái dòng điện thoại của cửa hàng điện thoại Zero MV các bác nhá. Hôm nay thì có một cái mã nốt 20 mới về hàng led này nẹt luôn. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho bác. Và dòng Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra các kiểu thì các bác xem cuối video. Rồi S23 Ultra thì những cái dòng đó là dòng đời cao thì em sẽ quay cuối video các bác nhá. Còn đầu video thì em sẽ giới thiệu qua về cái hình thức mua hàng cho bác nào lần đầu tiên xem kênh. Thì lần đầu tiên xem kênh thì anh em cho em một nút đăng ký kênh và một nút like video ở dưới các bác nhá. Kể cả bác nào mà đăng ký kênh rồi thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like video để kênh ngày càng phát triển lên. Và mỗi một clip em sẽ lên sóng vào mỗi buổi tối hàng ngày, các bác sẽ là người được xem đầu tiên. Và anh em ủng hộ em bằng cách cho em xin một nút like video các bác nhá. Ok, bây giờ em giới thiệu với bác về hình thức mua hàng. Bác nào Hà Nội qua trực tiếp cửa hàng điện thoại Zero MV theo địa chỉ là 111 Triều Khúc, Hà Nội để xe máy. Thì còn nếu bác nào ở xa thì cọc tiền xem video, thích chiếc nào cọc tiền, sau đó bên em ship hàng tận nơi cho các bác. Các bác nhận hàng được mở ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và cái việc mà ship hàng online ấy cũng giống như kiểu anh em ăn cơm hàng ngày các bác nhá. Bên em gọi là ship toàn quốc luôn. Nên đừng bác nào hỏi có ship hàng hay không. Và cái việc đương nhiên. Và khi ship hàng thì anh em phải cọc một cái số tiền nhỏ là vài trăm nghìn. Nếu mà 300 nghìn thì là dưới 10 triệu thì anh em cọc 300 nghìn các bác nhá. Còn trên 10 triệu anh em cọc 500 giúp em. Ok, bây giờ em sẽ giới thiệu những sản phẩm của ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em sẽ, đây tiền ship của nhà em thì là đồng giá 30.000 tiền ship trên tất cả mọi đơn hàng các bác nhá. Kể cả các bác mua con máy 17 triệu thì các bác cũng chịu 30.000 tiền ship, mà các bác mua con máy 2 triệu thì các bác cũng chịu 30.000 tiền ship. Ok, cái sản phẩm đầu tiên là cái những con máy rẻ tiền nhất nhá. Bác nào cần mua 23 Ultra, 22 Ultra, 21 Ultra, những cái dòng 20 Ultra, những dòng đời cao của Samsung ấy thì các bác mua cuối video giúp em. Còn đầu tiên em sẽ giới thiệu những cây rẻ tiền nhá. Cây đầu tiên là một cây Oppo, con này là Oppo Zero 6Z. Đấy, Oppo Zero 6Z này. Con này thì hôm nay mới về xong, Oppo Zero 6Z 5G, 2 SIM 2 sóng. Nói chung là thương hiệu Oppo không giới thiệu nhiều nữa các bác nhá. Đấy, con này thì màn hình được cái là sáng đẹp này. Oppo Zero 6S này ám màn đầy luôn, nhưng mà con này thì của em thì màn hình đẹp, sáng, không ám mố, không lưu ảnh và tất cả các chức năng là hoạt động ok. Oppo Zero 6S này thì 6Z thì con này đây, cấu hình đây. Đấy, giới thiệu điện thoại nhá. Của dòng Oppo này nhà em rất ít khi em bán luôn. Con này thì đang ngồi cửa hàng có một khách vào bán thì em thâu lại thôi. Con này Zelo 6Z 5G này, có 5G này, bộ trong là 128GB này. Đấy, pin 4300 này. Đấy, con này thì RAM 8 cộng 4 này. Đấy, giá cho các bác màn hình 6.4 inch này, giá 2.5 triệu các bác nhá. 2.500.000. Đấy, con này là con Oppo Zelo 6Z 5G, 2.500k. Con này thì hình thức của nó thì em thấy là nó cũng hơi xước, nó không được đẹp keng. Bởi vì cái bản thân cái lưng nhựa này ấy, thì nếu mà dùng một thời gian nó hay bị bạc kiểu này. Đấy, nó hơi xước viền như này các bác nhá. Chứ vỏ của nó không đẹp. Đấy, anh em nào mà thích mới thì các bác thay bộ vỏ mới. Cái vỏ con này chắc chỉ khoảng tầm 150 một bộ vỏ thôi. Là mới đét đẹp luôn. Nhưng bên em thì sẽ không có thời gian làm cái việc đấy. Em sẽ để nguyên em bán cho các bác. Giá cây này là 2.5 triệu. Các bác về gắn cổ 30.000 vào đây, cái dùng phà luôn các bác nhá. Đấy, Oppo Zero 6Z 2.500.000. Sản phẩm tiếp theo chính là con Galaxy Note 8 này. Note 8 còn 2 chiếc nữa giới thiệu cho các bác. Note 8 phiên bản của Hàn Quốc, còn một chiếc màu xanh và một chiếc màu mắm tôm. Hai con này thì các bác sẽ được sở hữu là Note 8 thì các bác biết rồi. Màn hình thì cong tràn viền. Con này thì RAM 6GB và bộ trong của nó 64GB. Tất cả các chức năng là hoạt động ok. Galaxy Note 8 bản Hàn Quốc này. Đấy, còn đầy đủ những cái ngôn ngữ, những cái ứng dụng Hàn này, Quốc này thì mai em sẽ chạy xét sang dùng quốc tế nhá. Đấy, bọn Hàn Quốc đang dùng này, có đầy đủ tiếng Việt này, CH Play các kiểu, rất là nhiều những cái ứng dụng linh tinh của chúng nó. Thì mai em sẽ xóa đi. Và quan trọng nhất là cái dòng này chính là cái màn hình này, sáng đẹp như này là rất là khó rồi. 2.800.000 một con Samsung Galaxy Note 8. Siêu bền luôn, 2.800.000 các bác nhá. Một cái sản phẩm tiếp theo em giới thiệu bác, hôm nay còn đúng một chiếc Galaxy A90 5G màu trắng, còn đúng một cái cuối cùng này thôi. A90 5G là một trong con hàng cận cao cấp, đằng trước đằng sau của nó đều bằng kính. Con này thì màn hình của nó là màn 6.7 inch và RAM 6GB, bộ trong của nó là 128GB các bác nhá. Được cái con này là màn hình to, pin trâu. Đấy, RAM 6 128GB, pin trâu và bộ trong 128GB. Thực tế với các bác là đối với những cái phân khúc và tầm thấp này ấy, thì thừa đủ dùng luôn. Đấy, pin 4500, RAM 6 128GB và chip của nó là chip Qualcomm Snapdragon là 855 các bác nhá. Con A90 5G này thì hình thức của nó tầm 97%, nghĩa là cũng có hơi phe phẩy nhẹ viền một chút. Thì cây này giá em đang bán cho các bác là 3.3 triệu, tặng đầy đủ cho bác sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình A90 5G. Sản phẩm tiếp theo chính là con Galaxy A71. A71 này thì em đang có vài chiếc phiên bản của Hàn Quốc nhá. Có chiếc màu xanh, màu đen và màu trắng này. Đấy, màu xanh này thì lưng hơi xước tí, nhưng còn hai chiếc này rất mới này. Đấy, màu đen và màu bạc rất mới luôn các bác nhá.
Con này thì các bác sẽ được sở hữu là phiên bản của Hàn Quốc, màn hình to. Đấy, xem con nào có đây, con này có pin, màn hình lên tới 6,7 inch, RAM 8GB và bộ trong là 128GB. Giá thì kiểu loanh quanh có hơn 3 triệu là các bác đã mua rồi. 8 trên 128GB màn hình AMOLED, nói thật các bác bây giờ hơn 3 triệu đi mua mới nhé. Chỉ đi xách dép cho mấy cái con Galaxy A71 này cũng chưa đủ tuổi rồi, chưa có tuổi để đi xách dép cho con này luôn. Đấy, pin 4500, màn hình to AMOLED 6,7 inch, giá thì có 3.500.000. Tặng đầy đủ sạc cáp và dán màn hình nhé. Cây này thì ốp lưng thì anh em về tự đặt. Samsung Galaxy A71. Một cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền hơn 2 triệu đi, Galaxy A32. Các bác nhìn thấy A32 thiết kế đẹp chưa các bác? A32 này thì nó màn hình của nó sẽ nhỏ gọn, kích thước khoảng 6,5 inch, không to không bé, có màu trắng màu đen và có màu tím nhá. Rất nhiều luôn, A32 em nhiều cực kỳ luôn. Các bác chỉ sợ các bác không có sức mà mua thôi. Con này thì loanh quanh có hơn 2 triệu là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. Galaxy A32. Phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc. Các bác sẽ được sở hữu cho em một quả màn hình AMOLED kích thước là rộng là 6,4 inch. Đấy, 6,4, 6,5 inch gì đấy. Con này thì một SIM nha các bác nhá. Vì nó là bản Hàn Quốc này. Đấy, một SIM. RAM thì là 4/64GB và pin 5000. Cái này thì màn hình sáng đẹp, tất cả các chức năng hoạt động ok, hình thức mới 98-99%. Giá thì hiện tại em đang bán cho các bác là 2.6 triệu các bác nhá. Tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Đấy, Samsung Galaxy A32 phiên bản của Hàn Quốc. Ngoài ra thì trong cái tầm tiền hơn 2 triệu thì em còn một cái mã nữa, chính là Samsung Galaxy A13. Nếu bác nào mà thích lồi đồng cuối đá thì các bác quất con A13 này cho em. Máy mới 98-99%. A13 thì có hơn 2 triệu thôi. Đấy, con này thì nói chung là lồi đồng cuối đá, vân tay bên cạnh này, màn hình to này. Kích thước con này màn hình khoảng 6,6 inch, RAM 4, bộ trong là 64GB. Pin được cái pin rất trâu các bác nhá. Đấy, rất trâu, 5000 bây giờ. Con này thì giá hiện tại em đang bán là 2.6 triệu. Tặng sạc cáp và dán màn hình. Cây này thì không có ốp lưng các bác nhá. Một cái sản phẩm tiếp theo trong con trong cái tầm tiền hơn 2 triệu thì chính là con Samsung Galaxy A23 phiên bản của Hàn Quốc. A23 các bác nhìn này, một cái cụm camera của 4 cam sau, một đèn flash. Con này máy mới 99%, tất cả các chức năng là hoạt động ok. Samsung Galaxy A23, RAM 4GB, bộ trong là 128GB, màn hình phẳng to, pin 5000, phù hợp cho người già, học sinh các kiểu. Dùng con này thì các bác quăng quật không biết đến bao giờ nó mới hết pin luôn. Con này dùng một điều ấy, điều ước mỏng manh của những cái con này ấy, là điều ước hết pin nhá. Đấy, gọi là cả một bầu trời mơ ước là hết pin, chỉ có mơ ước mỗi thế thôi. Phải nói với các bác là những cái con màn LCD này pin cực kỳ là trâu luôn, 2.800k. Tặng đầy đủ cho bác, con này riêng con này thì tặng đầy đủ để sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Galaxy A23 phiên bản Hàn Quốc, một SIM, pin 5000, 2.8 triệu các bác nhá. Một cái sản phẩm tiếp theo xem là trong cái tầm tiền mà loanh quanh 4 củ đi. Bây giờ hơn 3 củ trước, hơn 3 củ thì còn một cái mã nữa. Đây, Samsung Galaxy A52s. A52s này cũng là một trong những mã máy hơn 3 củ cực kỳ là ngon và đáng quan tâm này các bác ơi. Lô trước thì em về rất là nhiều và lô hàng này thì của lô này thì về thì có mấy chiếc thôi. Đây các bác nhìn này, có màu trắng, màu tím và màu đen. Hình thức máy thì loanh quanh tầm 97-98%. Mọi chức năng là hoạt động ok. Màn hình AMOLED rộng 6,5 inch. Có này thì một SIM anh em nhé, một SIM có hỗ trợ 5G đây, chữ 5G to lù lù đây này. Đấy, phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc này, pin 4500 này. Đấy, RAM thì là RAM 6GB, bộ trong là 128GB, chip Qualcomm Snapdragon 765. Tất cả các chức năng hoạt động ok, màn hình 120Hz, giá thì có 3.5 triệu thôi các bác nhá. 3.500.000. A52s này thì gọi là dùng thì cũng là dạng máy bền bỉ theo thời gian. Đấy, con này thì giá hiện tại là 3.500k. Tặng sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. A52s đầy đủ phụ kiện nha các bác nhá. Một cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền mà loanh quanh 4 củ thì đây. Samsung Galaxy Quantum 3. Một con máy trong cái tầm tiền 4 củ phải nói các bác bay như vũ bão luôn trong mấy ngày vừa qua. Một con máy mỏng này, các bác nhìn này, mỏng chưa? Đấy, mỏng nha các bác nhá. Vân tay bên cạnh này mỏng này. Đấy. Mỏng cầm mà mỏng này. Màn hình to, kích thước lên tới 6,7 inch. Con này thì RAM của nó pin 5000. Đấy, RAM pin 5000. RAM thì là 8GB và bộ trong của nó là 128GB. Tất cả các chức năng là hoạt động ok. Samsung Galaxy Quantum 3. Con này thì tất cả mọi chức năng ngon lành quất hết các bác nhá. Đấy, RAM 128GB này, pin 5000 này, có hỗ trợ 5G này, game cuộc gọi đầy đủ luôn. Mà giá tiền thì loanh quanh hàng đẹp, hàng A đẹp như này, tầm 99% như này, em đang bán cho các bác là 4.2 triệu. Hai cây màu đen là 4.2 triệu hàng A các bác nhá. Còn ngoài ra hàng A trừ, đây hàng A trừ 3.9 triệu màu trắng. Con này thì lưng của nó hơi xước một tẹo này, các bác nhìn nó hơi xước lưng như này các bác nhá.
thì là 3,9 triệu. Một chút thì các bác có thể lựa chọn đấy, Galaxy Quantum 3 3,990 triệu, tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình đấy, Samsung Galaxy Quantum 3. Một cái mẫu máy tiếp theo trong cái tầm tiền 4 củ thì em sẽ giới thiệu bác chính là Galaxy Quantum 2. Một trong những em hàng phải nói các bác là cực kỳ là đẹp và chất luôn. Con này này trong cái tầm tiền 4 triệu nha các bác, được sở hữu cho em nhìn cái máy chưa, nhìn phê chưa? Cái màn hình của nó là màn hình 2K và 120Hz. Các bác nhìn cái quả màn hình của nó đã thấy gọi là nó đáng, gọi là đáng đồng tiền bát gạo cho các bác. Màn hình cong tràn viền các bác nhá, nhìn một cái đường cong mềm mại nhìn rất phê luôn. Qua này thì RAM của nó nhẹ nhàng thôi, 6/128GB, nói chung là đủ dùng. Đấy, RAM thì bộ 6 này, pin 4500, một SIM bản Hàn Quốc, có cái game cuộc gọi, tất cả các chức năng hoạt động ok. Chip Snapdragon là 855 Plus, chip lượng tử anh em nhé. Đấy, nghe thật là sang mồm khi đọc cái chữ từ lượng tử. Đấy, còn có hiểu cái gì đâu là lượng tử là cái gì đâu, thì lượng tử lên Google tra nó ra, thì em chả hiểu cái gì cả. Thấy như nhà sản xuất tôi công bố là lượng tử, thì mình chỉ biết là lượng tử thôi. Đấy, gọi là bảo mật cao hơn đấy các bác nhé. Cái chip này thì gọi là nâng cấp cái bảo mật cao hơn. Đấy, thì giá hiện tại đối với cái dòng Quantum 3 này em đang bán là 3,990,000, tặng đầy đủ cho anh em sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. À khô, sorry, con này không có ốp lưng nhá. Quantum 2 này chỉ tặng sạc cáp và dán màn hình thôi, có màu đen, màu tím và màu trắng. Đấy, có 3 màu để cho các bác lựa chọn này. Một trong những con máy phải nói các bác là nó cực kỳ là đẹp luôn, đẹp đến từng mini luôn. Đây, con này còn đầy đủ cả cái ứng dụng của bọn Hàn Xiang trong này này, có bọn Oppa trong này đấy, có bọn Oppa nó vẫn còn để ảnh trong này luôn. Đấy, bọn Oppa này ảnh khá nét các bác nhá. Đấy, chất lượng camera của con này khá ngon này, các bác nhìn chưa. Đấy, nói chung là đủ đáp ứng tất cả các nhu cầu sử dụng hàng ngày các bác. Đấy là cái, đây một cái máy ví dụ như này, là đây là con máy người ta sử dụng hàng ngày đây. Đấy, thì ảnh đây, đấy ảnh chụp đây khá ok các bác nhá. Đấy, thì nói chung là tầm tiền 4 triệu thì làm con này cũng ngon lành cánh quất. Giá là 3,990,000, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình Quantum 2. Đấy, em còn màu đen, màu trắng và màu tím. Bác nào yêu thích những sản phẩm nào của bên em thì các bác chụp ảnh màn hình lại, sau đó các bác nhắn tin Zalo cho bên em để chốt các bác nhá. Trên clip thì em quay rất là kỹ rồi, tình trạng như nào, cấu hình ra sao, rồi thiết kế, rồi cấu hình thì các thể loại, giá tiền bao nhiêu thì em đã giới thiệu hết trên clip rồi. Các bác thích mà chốt chiếc nào thì anh em cứ Zalo vào việc các bác nhá. Một cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền 4 củ thì các bác đừng quên tên em này. Các bác nhìn con nào đẹp chưa? Đấy, nhìn nó phê chưa? Đố các bác đây là con gì? S15G chứ còn cháu nào nữa. Đây chính là cháu Samsung Galaxy S15G phiên bản của Hàn Quốc. Con này thì màn hình to, kích thước lên tới 6,7 inch, màn hình cong tràn viền các bác nhá. Phiên bản Hàn Quốc, màn hình độ phân giải màn hình 2K, RAM 8/256GB. Con này thì giá tất cả các chức năng hoạt động ok. S15G có màu đa sắc, màu đen và màu vàng gold. Giá thì hiện tại là 4,5 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Đấy, S15G phiên bản 256GB 4,500,000. Đấy, các bác nào thích cái sản phẩm này thì các bác vào việc các bác nhá. Một trong những cái dòng máy phải nói các bác là dùng khá hay trong cái tầm tiền 4 củ đấy các bác nhá. Chứ còn nếu mà các bác so với những cái con 7-8 củ như S21 Ultra hay S22 Ultra thì không thể so được. Những cái con đấy thì đương nhiên là nó phải hơn rồi. Còn so với cái tầm tiền mà tầm tiền 4 củ ấy. Đấy, chứ không thể so với những cái con mà nó gấp đôi gấp 3 lần cái giá tiền lên thì làm sao mà so được. Đấy, trong cái tầm tiền 4 củ thiết kế đẹp, trước sau đều bằng kính, máy mượt, nói chung là lướt quét được cùng các kiểu. Con này thì màn hình to, lướt quét sướng các bác nhá. Một SIM bản Hàn Quốc, giá cái này là 4,5 triệu, có màu đa sắc, màu đen và màu trắng đấy, à màu đa sắc và màu đen và màu gold, 3 màu để cho các bác lựa chọn. Giá là 4,500,000. Một con máy trong cái tầm tiền 5 triệu tiếp theo em giới thiệu bác. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu phân khúc 5 triệu nhá, vừa xong là đã giới thiệu phân khúc 4 triệu rồi. À đây, phân khúc 4 triệu còn một cháu nữa, còn một cái mã nữa đấy, chưa quên chưa giới thiệu cái phân khúc tầm tiền này. Galaxy Lốt 15G còn có đúng 2 chiếc, phải nói các bác là lấy cũng rất là nhanh. Một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng. Chiếc màu đen thì gọi hàng thanh lý rồi, không đáng kể nhá. Còn đẹp thì còn mỗi chiếc trắng này. Con này thì hình thức máy tầm 97-98%, mọi chức năng hoạt động ok. Màn hình AMOLED 6,2 inch. Con này nó hết pin mất rồi. RAM 12/256, cây này giá 4,2 triệu. Còn đúng một chiếc cuối cùng của Galaxy Lốt 15G. Ngoài ra thì em có một cái mã là Lốt 15G bản Hàn Quốc, cây này bị đốm nhá. Đây bị đốm này. Đấy, các bạn nhìn sát mép dưới này, nó bị đốm này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nó bị đốm sát mép dưới một tí như vậy. Cây này giá là 3,8 triệu. Còn lại tất cả các chức năng là hoạt động ok. Đấy, các bạn nhìn này, sát mép dưới một tí này, đấy đốm này. Đấy, các bạn nhìn này góc dưới nhá. Đấy, góc dưới này, nó bị đốm sát mép này. Đấy, thì cây này giá cho các bác là 3,8 triệu, rẻ hơn cây kia 400,000. Còn lại hình thức thì đẹp. Đấy, cây này 3,8 triệu các bạn nhá. Còn có cái mã máy nữa mà quên không giới thiệu bác này. S20 FE còn mấy chiếc mà quên không giới thiệu. Đây,
vừa xong cầm cái lốt 10 mới nhớ ra. Qua này S20e bản Hàn Quốc, hình thức máy tầm 98%, tất cả các chức năng hoạt động ok, màn hình sáng đẹp, chip Snap Qualcomm Snap 865. Đấy, màn hình 120Hz, RAM 6GB, bộ trong là 128GB. Qua này tất cả các chức năng là hoạt động ok. Pin 4500, màn hình thì 6,5 inch, không to không bé các bác nhá. Ba cam sau, một đèn flash, giá 4,2 triệu. Có màu đỏ và màu trắng. Hôm nay thì màu hồng có bác lấy mất rồi. Đấy, còn màu đỏ và màu trắng còn 3 chiếc này thôi các bác nhá. Cũng sắp hết hàng rồi. Phải nói là những cái hàng này thì về thì cũng túc tắc bán cho bác cũng rất là nhiều, và trong cái tầm tiền mà từ 2 đến 4 triệu như hôm nay ấy, năm giới thiệu bác rất nhiều sản phẩm. Đấy, nhưng mà toàn là bản Hàn Quốc một sim thôi. Phải nói các bác là nếu mà các bác mà dùng một sim thì rất là nhiều máy. Còn cái tầm thấp mà hai sim thì nhà em nó hơi hiếm các bác nhá. Nó hơi hiếm. Ok, sản phẩm tiếp theo mà em giới thiệu bác trong cái tầm tiền 5 triệu đi. Đây, hai sim đây. Hai sim thì đây, cháu này đây. Galaxy S215G, cháu này hai sim, màu hồng, màu đen. Xem còn màu gì nữa. Đây còn màu tím này nữa này. Màu hồng, màu đen, màu tím. Đấy, zin hình thức tầm 97%. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, các bạn nhìn chưa? S215G thiết kế đẹp chưa? Con này thì thiết kế thì ngày nào cũng giới thiệu cho bác rồi. Đấy, con này thì bản của nó là bản Mỹ hai sim nhá. Nên là phù hợp cho những cái bác nào dùng hai sim. Con này thì các chức năng là hoạt động ok, màn hình 6,2 inch, màn hình phẳng tràn viền 120Hz. Hai sim hai sóng hỗ trợ 5G. Đấy, pin của nó 4000, RAM thì là 8GB và bộ trong là 128GB. Phiên bản này là phiên bản của Mỹ. Phiên bản của Mỹ hiện tại em đang bán là 5 triệu một chiếc. Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Đấy, Samsung Galaxy S215G bản Mỹ. Ngoài ra thì nếu bác nào mà cần dùng một sim thôi mà cần 256GB và game cuộc gọi thì các bác chơi cho em con bản Hàn Quốc này. Con này khá là mới luôn nhá. Con bản Hàn Quốc này một sim nhưng mà khá là mới này. Đấy, thì em cũng vẫn bán đồng giá cho các bác với cái giá 5 triệu. Màn hình không AMOLED, các bác nhìn đẹp chưa? Đấy, các bác mua về cho bà vợ thì đúng là dùng con này thì vứt vào túi sách các kiểu, các bà vợ vứt thoải mái luôn nhá. Nó nhỏ gọn, xinh xinh mà vẫn đáp ứng tất cả các nhu cầu cho bác, và camera thì thôi rồi luôn các bác nhá. LED nè nẹt luôn. Con này giá hiện tại là cũng là 5 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Samsung Galaxy S215G. Và một cái mã máy mà em lóng lòng suốt từ lúc đầu đến giờ chưa giới thiệu được cho bác thì phải nói các bác là cực kỳ là gọi là khó chịu luôn. Hôm nay bên em mới về một cái lô Samsung Galaxy Note 20 5G phiên bản USA. Phải nói các bác nó đẹp thế này, sao nó lại đẹp thế này. Lô hàng mới 99% phiên bản USA các bác nhá. Đấy, Galaxy Note 20 5G phiên bản của Mỹ, phiên bản USA có màu đồng và màu đen. Hôm nay em về khá là nhiều máy để phục vụ anh em. Mấy ngày không có hàng này bán, phải nói các bác là cực kỳ khó chịu luôn. Các bác nhìn nó đẹp chưa? Con này thì anh em đừng bảo em phải chụp ảnh đấy nhá, bởi vì nó quá đẹp. Nó chỉ gọi là ngọc tờ đinh rồi. Cái loại này chỉ dành cho những cái bác nào ấy mà yêu cái đẹp thôi thì các bác chơi cái loại này cho em. Hiện tại thì em về được hai màu là màu đồng và màu đen. Đấy, có hai màu thôi chứ không có nhiều màu. Qua này thì các bác sẽ được sở hữu một quả màn hình AMOLED kích thước là 6,7 inch, màn hình phẳng tràn viền, và phiên bản này là phiên bản USA các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa? USA, hai sim hai sóng, có hỗ trợ 5G, pin của nó 4300, RAM thì là 8GB và bộ trong là 128GB. Tất cả các chức năng là hoạt động ok. Samsung Galaxy S Note 25G USA giá 5.550.000. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình rồi. 5.550.000 các bác nhá. Tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Samsung Galaxy Note 25G bản Mỹ có màu đen và màu đồng. Hôm nay thì mới về hàng này ngon lành cành quất luôn. Anh em nào mà chốt mà kết thì vào việc nhá. Hàng này thì chỉ dành cho những cái anh em nào thích cái loại hết nước chấm thôi. Đấy, thích cái loại mà gọi là ngọc tờ rinh nhé các bác nhá. 5.550.000 phiên bản màu đồng và màu đen. Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Còn ngoài ra nếu bác nào mà dùng một sim thôi thì các bác chơi cái loại này cho em, phiên bản Hàn Quốc. Hàn Quốc một sim nhưng mà ngược lại thì cái bộ trong của nó là 256GB. Đây các bác nhìn này. Ô, con này hết pin mất rồi. Đây xem con này có pin không. Ô, hai con, à đây con này có pin. Phiên bản này là phiên bản Hàn Quốc, nó là bộ trong của nó lại là 256GB. Đấy, một sim có hỗ trợ game của gọi. Và cái lô hàng này hôm vừa rồi em đã bán rất là nhiều những máy ngày vừa qua rồi thì hầu hết như các bác đã biết cái tình trạng của cái lô hàng này rồi, cũng đẹp 98-99%. Còn màu xanh và màu đồng, màu đen thì hết hàng các bác nhá. Giá thì hiện tại em đang bán cho các bác là 5.3 triệu đối với cái hàng đẹp này, cũng là hàng A cộng này. Đấy, cây số 1 và cây số 4, màu xanh và màu đồng, phiên bản Hàn Quốc 5.3 triệu. Còn ngoài ra có mấy cây lốt 20 hàng rẻ tiền hơn, lanh quanh 5 triệu này. Đấy, lanh quanh 5 triệu, 4 triệu 8 này. Đấy là các bác đã được sở hữu rồi. Hàng rẻ tiền hơn này thì
đây có mấy chiếc này thôi, 5 triệu, 2 chiếc 5 triệu là cây số 2 và cây số 3, còn đây cây số 4 nữa là màu hồng này. Đấy, còn lại thì là cây là 4,8 triệu. Hình thức máy thì nó cũng tầm 97%, đây ví dụ 3 cây 5 triệu đây. Thì các bác nhìn này, viền cũng có phải gọi là phe phẩy không đáng kể. Đấy, nhưng mà khá là mới và đẹp, màn hình sáng đẹp trong veo, các chức năng ok. Còn lại giá hiện tại em đang bán cho các bác là 5 triệu các bác nhá. Còn ngoài ra có một cây 4,8 triệu này, cây số 1 4,8 triệu. Đấy, cây này thì viền của nó hơi xước như này thôi, còn lại nó chả có làm sao hết, màn hình sáng đẹp trong veo, mọi chức năng là hoạt động bình thường. Cây này giá cho các bác là 4,8 triệu. Đấy, thì anh em nào yêu thích cái sản phẩm nào thì các bác kết nối qua Zalo để đặt hàng các bác nhé. Và một cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền mà hơn 6 triệu đi, hơn 6 triệu thì S21 Plus vẫn là chân ái cuộc tình. 21 Plus, một cái mẫu điện thoại thiết kế đằng trước đằng sau của nó đều bằng kính. Và hiện tại thì bên em đang có phiên bản của Hàn Quốc nhé. Bản Hàn Quốc loanh quanh hơn 6 triệu một chút là các bác đã được sở hữu một con Galaxy S21 Plus bản Hàn Quốc rồi. Con này thì hàng mới tầm 98%, tất cả các chức năng hoạt động ok. Máy zin từ A đến Á luôn. Có ai nhìn nó đẹp chưa? Ba cam sau, một đèn flash này. Con này thì có sạc loa kép này, sạc nhanh này. Màn hình thì 120Hz này, kích thước là 6,7 inch. RAM 8GB và bộ trong của nó là 256GB các bác nhé. Lưu trữ đẹp bô luôn. Pin 4800, có 5G, game cục gọi đầy đủ. Đối với cái hàng S21 Plus này, em đang bán là 6,3 triệu. Màu tím, màu hồng và màu đen. Đấy, bác nào yêu thích cái sản phẩm này thì các bác kết nối cho Zido MV để đặt hàng các bác nhá. 6,3 triệu thì trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ phụ kiện đấy các bạn. Sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Nhà em là không bao giờ em tặng tai nghe nhá. Thế nên nhiều bác cứ hỏi em là tai nghe đâu. Đấy, bây giờ các bác đi mua máy mới mà đập hộp ấy thì thậm chí cái sạc các bác cũng không phải bỏ tiền ra 400-500 nghìn là các bác mua cái sạc cơ. Chứ đừng nói là mua tai nghe. Đấy, tai nghe nhà em là không tặng, vì bởi vì sao không tặng tai nghe? Bởi vì thứ nhất là tặng tai nghe, nếu mà tặng cái đồ tốt thì giá trị rất là cao, và một con máy thì lãi là không được đáng là bao nhiêu cả, mà tặng một cái tai nghe tốt thì đương nhiên là nó sẽ giảm giá trị lãi đi rất là nhiều. Và cái thứ hai, nếu mà tặng cho các bác một cái tai nghe đẻo ấy, gọi là tặng cho nó có, thì cái tai nghe đẻo đấy hàng ngày các bác nghe nó không nên hồn thì các bác chửi em ấy, thì em gọi là không thể chịu được. Và các bác nghe thì các bác chắc cũng về các bác cũng ném đi thôi. Trên thị trường bây giờ tai nghe 20-30 đầy đấy, nhưng mà em không tặng những cái tai nghe đấy. Bởi vì sao? Bởi vì tặng cái đấy mang tiếng là thà không tặng thì thôi, chứ không bao giờ tặng cái đồ này kiểu đấy các bác nhá. Đấy, tặng cái tai nghe 20-30 về gọi là cũng có tai nghe nhưng mà nó mang tiếng nè. Đấy, thì bên em là không tặng tai nghe. Đấy, tai nghe thì anh em thích nghe sướng thì các bác cứ đặt trên mạng, thích cái loại nào các bác yêu thích cái loại nào thì các bác đặt. Còn tặng những cái đồ đẻo 20-30 nghìn, cái loại tai nghe trên thị trường bây giờ nhập vào thiếu gì đâu, 20-30 nghìn nhập về đấy, tặng cho nó có thì các bác nghe cho nó đau tai thôi. Đấy các bác nhá, nên là bên em là không tặng tai nghe, tặng là cứ phải đâu ra đấy, chứ không tặng vớ tặng vẩn. Thì tặng cái đấy về các bác nghe không lên hồn các bác lại chửi em. Đấy, thì bên em chỉ tặng là sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Một số mã khó, một số mã em không có ốp lưng ấy, thì em không tạo ốp lưng, còn sạc cáp là chắc chắn có nhá, còn dán màn hình cũng chắc chắn có luôn. Sạc cáp và dán màn hình là chắc chắn có, còn ốp lưng thì là 90% có, còn một số mã là không có thôi. Đấy, thì dòng lốt 20 này em có đầy đủ sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình này. S21 cũng đầy đủ sạc cáp này. Đấy, dán màn hình đầy đủ hết các bác nhá. Và một cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền mà hơn 6 triệu thì còn sót lại hai con Galaxy S22 nhỏ. Con này thì một chiếc màu tím và một chiếc màu trắng, hai chiếc zin đét đèn đẹp 100%, ba cam sau, một đèn flash này. Máy tầm 97%, mọi chức năng hoạt động ok, sạc nhanh, loa kép các kiểu đầy đủ các bác nhá. Màn hình 6,2 inch và chip 8 Gen 1, bộ trong 256GB, RAM 8GB. Cây này giá hiện tại em đang bán là 6,6 triệu, có màu trắng và màu tím, 6,6 triệu, tặng sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình đầy đủ hết. Một cái sản phẩm tiếp theo, Galaxy S22 Plus, em còn đúng hai chiếc phiên bản của Mỹ, thanh lý nốt cho các bác này. 22 Plus bản Mỹ, con này thì máy 2 sim, máy thì cầm đằng trước đằng sau đều bằng kính. Một con 7,5 triệu, hình thức của nó là viền xước nhé. Đây các bác nhìn viền nó xước này, 7,5 triệu, con này con viền xước. Còn lại thì tất cả các chức năng là hoạt động ok. Đấy, con này thì bộ trong là 128GB, RAM 8GB, pin 4500, chip 8 Gen 1. Màn hình phẳng, kích thước là 6,6 inch nhưng cảm giác nó rất là to. Con này giá hiện tại là 7,5 triệu này. Còn ngoài ra có một con hàng tầm 97% thì là 7,8 triệu nhé. Đấy, thì còn có đúng hai chiếc Galaxy 22 Plus thôi. Bao nào mà kết mà chốt thì các bác ủng hộ em nốt hai chiếc này. Đấy, chiếc này khá là đẹp này. Cái này 7,8 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Đấy, Galaxy S22 Plus bản Mỹ, bản USA. Bây giờ mới là những cái siêu phẩm mà bên em đang có này. Galaxy Lốt 20 Ultra, S21 Ultra, S22 Ultra, S23 Ultra là những cái siêu phẩm cuối cùng này. Đấy các bác xem nhá, em sẽ quay nhanh thôi. Galaxy Lốt 20 Ultra 5G, một chiếc
phiên bản Mỹ đẹp lét lèn lẹt 99,69% cuối cùng. Đấy, hôm trước mấy cây liền 4-5 chiếc bán hết sạch rồi. Hôm nay còn đúng một cái cuối cùng này thôi. Đấy, bản Việt Nam thì bán hết rồi các bác nhá. Bản Việt Nam cứ về đâu nó bay hết đến đấy, chả còn chiếc nào để mà quay cho các bác. Con này thì camera zoom 50x. Máy thì camera đen xì luôn, đẹp nhá. Hình thức mới 99,69%. Nói chung độ đẹp của em nó thì gọi là sánh ngang với Ngọc Tering các bác nhá. Con này thì màn hình 6,9 inch. Cong tràn viền 2K cộng và 120MB, RAM 12GB và bộ trong là 128GB. Các bác sẽ dùng được 2 SIM 2 sóng và một thẻ nhớ đồng thời cùng một lúc nhá. Đấy, con này giá hiện tại em đang bán là 8,6 triệu. Còn đúng một chiếc đẹp. À đây, quên, sorry. Còn một chiếc màu đen nữa, còn một cháu màu đen này nó đang sót ở đây. Đấy, quên không giới thiệu các bác, màu đen. Hôm qua thấy có bác bình luận hỏi là có màu đen đấy, đây bây giờ có màu đen này bác chốt đi, chốt giúp em nhá. 8,6 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp ốc lưng, quên màu đen nguyên cả siêu viền này, hai cây này cũng nguyên cả siêu viền luôn. Chưa có lột siêu các bác nhá. Lột ra thì gọi là Ngọc Tering luôn. Cây này 99,9%. Giá thì cho bác là 8,6 triệu. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình rồi. Các bác nhìn cái quả màn hình của nó đáng đồng tiền bát gạo chưa? Đấy, cho các bác chiêm ngưỡng lại cái màn hình của nó nhá. Phải nói là bao phê cho các bác luôn. Đấy, bao phê nó đẹp luôn các bác nhá. Tất cả các chức năng là hoạt động ok, màn hình sáng trắng đẹp trong veo luôn. Loại này thì gần như là các bác gọi là cầm nó mini luôn các bác nhá. Giá là 8,6 triệu. Còn ngoài ra có những cái cây xước này, đây cây xước này thì nó có 7,6 triệu thôi. Đấy, cây xước 7,6 triệu nha, lốt 20 ultra. Thoái là xước thôi nhưng mà nó cũng tầm 98%. Đây các bác nhìn này, cũng nó cũng tầm 98%, nó chỉ gọi là hơi hằn nhẹ một chút thế này. Thì cây này giá cho các bác là 7,6 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp. À đây có một cây này thanh lý này. Cây này do là cái bên trên này nó hơi sáng một tí nhá. Nên là cây này em sẽ trừ đi 600.000. Cây này gọi là bán chấp nhận bán lỗ luôn. Cây này chấp nhận bán lỗ, cây này em sẽ bán 7 triệu, cây số 1 này nhá. Các bác lưu ý là cây số 1 này sẽ là giảm đi 700.000 chỉ vì cái viền bên trong, viền bên trên này và đặc trưng của cái màn hình ấy, thằng Galaxy Note 20 Ultra này, đặc trưng của nó là hay bị như này các bác nhá. Và cây này em bán cho các bác là 7,6 triệu. Ngoài ra thì có những cái cây bàn nó đẹp hơn, đây nó không bị làm sao, màn sáng trắng trong veo. Đây thì những cây này em đang bán cho các bác là 7,6 triệu các bác nhá. Đấy thì đây chính là con Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G phiên bản Mỹ mà em vừa giới thiệu cho bác. Bây giờ em giới thiệu S21 Ultra, 22 Ultra và 23 Ultra là ba cái siêu phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay. 21 Ultra trước nhá. 21 Ultra thì em đang có quả đúng một chiếc bản Việt Nam này thôi. Cây này thì bản Việt Nam màu bạc này, màu đa sắc này cũng được này. 21 Ultra bản Việt Nam camera zoom 100x, hình thức máy tầm 98%. Tất cả các chức năng hoạt động ok, nói chung con này khá mới này các bạn này. Đấy, khá là mới luôn. Bản Việt Nam này anh em sẽ dùng được là hai SIM vật lý và game cuộc gọi nhá. Đấy, cái này lột ra cho nó nhìn cho nó phê. Màn hình các bác nhìn nó sáng đẹp chưa? Phải nói các bác là cái dòng này thì là một trong cái máy quốc dân mà bên em đang bán rồi. Hai SIM vật lý, game cuộc gọi, có hỗ trợ 5G, pin của nó là pin 5000, RAM thì là 12GB và bộ trong là 128GB. Tất cả các chức năng là hoạt động ok hết các bác nhá. Con này thì giá hiện tại em đang bán là 8,8 triệu, một cây bản Samsung Việt Nam. Đây phải đậy cái này lên để máy lên nhau cho đỡ xước này. Cây này 8,8 triệu nhé các bác nhá, bản Samsung Việt Nam, màu đa sắc. Còn ngoài ra em có cây bản Mỹ. Bản Mỹ thì có một con hàng đẹp mới cứng cựa 99,69%, còn sót lại một chiếc nữa. Đấy, cho bác nào thích nhanh tay này. Con này nguyên siêu viền inox. Đấy, mọi chức năng hoạt động ok, màn hình 6,8 inch 2K cộng và 120Hz. Nói chung con này như một chiếc máy mới nhá. Giá thì cây này hiện tại đang là 8,990,000. Đấy, 8,990,000 một con Galaxy S21 Ultra, đẹp như một chiếc máy mới. Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình cho các bác. Còn ngoài ra em có cả hàng xước nhé. Đây hàng xước thì loanh quanh có 7,3 triệu thôi là các bác đã mua được một chiếc rồi. Đấy, những con 7,3 triệu này em đang giảm giá này. Đấy, đang giảm giá nhé. Đây các bác nhìn nó xước này. Các bác nhìn chưa, nó xước. Cây xước này sẽ trừ đi 300.000 đi. Gọi là bán thanh lý thu hồi vốn thôi. Chứ còn tôi thề các bác luôn, mấy cái con này bán thì gọi là không có nghĩ gì lãi lờ đâu. Đấy, trừ 300.000 luôn, lỗ mấy trăm được. Con này thì đã bán dưới giá nhập rồi, vì hôm trước em nhập một cái lô này về thì em đã bán hết những con đẹp rồi. Bây giờ còn lại mấy con xấu xấu này thì thanh lý nốt này. Đấy, viền của nó hơi xấu thôi, màn hình cũng hơi xước tí, nhưng mà con này màn hình sáng trong veo nhá các bác nhá. Dán lên là hết sạch những cái vết xước này. Cây này giá cho các bác 7,000,000 này, cây số 25 này. Rồi có một cây số 3 này, 7,3 triệu. Cây này thì lưng của nó hơi chóc thôi, chứ còn màn hình viền của các kiểu cũng tương đối là ngon. Đấy, chỉ có mỗi cái là cái viền cái lưng của nó hơi chóc thôi nhá. Đấy, các bác nhìn chưa, cây này cây số bao nhiêu đây, cây số 3. Anh em nào chốt cây số nào thì các bác phải nhắn tin Zalo bên em các bác nhá. Anh em thích em sẽ thay cho bác một cái lưng này. Cái lưng này em sẽ thay đi các bác, là cây này đẹp ngay. Cây này 7,3 triệu quá thơm luôn. Đấy, 7,3 triệu các bác nhá, cây số số 3. Ngoài ra thì có một cây số 5 này khá ngon, 7,5 triệu. Con này thì sót trong cái đống hàng 7,5 triệu này, lưng đẹp chưa các bác? Lưng đẹp nhá. Viền này
Viền ok chưa? Viền tương đối phết, sức nhẹ tí thôi. Con này 7 triệu rưỡi này. Đấy, tặng đầy đủ sạc cáp ốc lưng giám màn hình. Màn hình thì sáng đẹp trong veo rồi, không ám mố, không nhiều ảnh và các chức năng là hoạt động ok, không một lỗi lầm gì. Thì đây chính là con Galaxy S21 Ultra mà em vừa giới thiệu cho bác. Bây giờ em sẽ giới thiệu bác một cái siêu phẩm 22 Ultra. 22 Ultra thì có một cái chia buồn cho bác nào mà chốt chậm. Đấy, trong ngày hôm qua thì em có hai chiếc phiên bản 512GB bán hết sạch trong một lốt nhạc rồi. Có một chiếc màu đen là một chiếc màu đỏ đô ấy, bán hết sạch thì không một chiếc nào luôn các bác nhá. Và clip ngày hôm nay thì chia buồn với bác nào mà đang cần 512GB này, clip ngày hôm nay em đang hết hàng. Đấy, mấy ngày nữa thì về tiếp, nhưng mà trong hôm nay thì hết hàng các bác nhá. Phải nói các bác là S22 Ultra là một trong cái mã máy doanh số bán của em BDM cực kỳ là chạy luôn. Bởi vì sao? Thời điểm này các bác mua rất là nhiều các bác nhá. Con này thì hàng mới cứng cựa 99.69%. Hiện tại thì em chỉ còn lại là phiên bản 128GB thôi. Và phiên bản 128GB thì giá này cực kỳ là tốt, loanh quanh như một con hàng tầm trung. Các bác đi đập hộp mà các bác được sở hữu một em siêu phẩm. Các bác nhìn cho một em siêu phẩm luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, màu trắng ngọc tờ rinh và màu đen huyền bí. Có hai màu để cho các bác lựa chọn này. Con này thì hàng mới cứng cựa 99.69%, nguyên siêu viền ni lông dây bóng. Đây, các bác nhìn này, nguyên siêu viền ni lông dây bóng các bác nhá. Hàng mới cứng nét này nẹt luôn, tất cả các chức năng là hoạt động ok. Galaxy S22 Ultra 5G. Phiên bản này là phiên bản của Mỹ. Đấy, RAM thì là 8GB và bộ trong là 128GB, nhưng mà nó chỉ như một con hàng tầm trung thôi. Giá thì loanh quanh có 10.900.000 là các bác đã mua được chiếc rồi. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Và bên em bán là bán chuẩn giá nha các bác nhá. Không fix, không mặc cả đâu. Bên em bán chuẩn giá vì em đã cân đối từng chiếc một rồi. Qua này thì camera nhẹ nhàng thôi, 100x đủ để ngắm chị hàng trên cung trăng. Đấy, mùa này sắp đến Trung thu rồi, các bác ngắm chị hàng trên cung trăng được. Camera có bút ép pen, loa kép sạc nhanh. Đố anh em tìm đâu ra được một con hàng tầm trung mà camera 100x, màn hình này cong tràn viền 2K cộng và 120Hz. Rồi lại có bút ép pen, có loa kép, có sạc nhanh, chip 8 Gen 1. Đố các bác tìm được đâu ra đấy, một góc của nó thôi đã khó rồi. Trong khi các bác mua một con hàng siêu lướt live lưu 99.9% như này, giá 10.900.000, tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốc lưng và giá màn hình. Đấy, Samsung Galaxy S22 Ultra hôm nay thì còn có đúng phiên bản 128GB thôi, và phiên bản của Mỹ 512GB đã hết hàng rồi các bác nhá. Hết hàng rồi. Và cái sản phẩm tiếp theo chính là Galaxy S23 Ultra. Siêu phẩm S23 Ultra hôm nay em bán cây màu hồng đi rồi, còn lại thì ba chiếc màu đen. Hôm qua lên sóng thì bán một con màu hồng và một con màu đen đi rồi. Phải nói các bác một ngày em bán rất là nhiều. Đây các bác chỉ tưởng tượng mỗi cái hai mã 22 Ultra và 23 Ultra thôi đã bay 4 chiếc rồi các bác nhá. Trong đó hai chiếc 512GB của 22 Ultra, hai chiếc 256GB của 23 Ultra. Đấy, là đã 4 chiếc rồi, chưa tính các mã khác. Một ngày em gửi đi khoảng 20 chiếc là chuyện bình thường. Đấy, Samsung Galaxy S23 Ultra đang giới thiệu trước mặt các bác đây, nó đẹp như ngọc tờ rinh luôn. Con này thì nói chung là hàng như một chiếc máy mới các bác nhá. Nguyên siêu viền ni lông dây bóng này. Siêu viền 4 mặt luôn. Con này gọi là siêu viền 4 mặt các bác nhá. Nguyên siêu viền ni lông dây bóng, hàng mới cứng cựa 99.9%, nói chung là một con hàng mới. Nói chung là hàng máy mới luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, màn hình thì đang dán cái siêu của hãng rồi nên là không lột ra được. Đấy, lột bị xước. Tại vì sao mà máy đắt tiền này em cứ để đến nhau như này? Bởi vì trên màn hình này nó có một cái siêu màn hình rồi. Màn hình 6.8 inch 2K cộng và 120Hz, nhìn nó phê thật sự luôn. Chip 8 Gen 2, RAM 8GB, bộ trong là 256GB và pin của nó là pin 5000. Đấy, qua này thì camera 100x và 200 megapixel. Giá thì hiện tại là 16.8 triệu các bác nhá. 16.8 triệu cho một siêu phẩm 23 Ultra. Rẻ hơn các bác mua một máy ở Việt Nam khoảng tầm 8 triệu, trong khi các bác mua con bản Mỹ cấu hình như nhau, cũng là hàng chính hãng của nó thì nó dùng nó chả khác gì nhau cả. Các bác cứ hỏi là máy Mỹ thì có tiếng Việt hay không, rồi máy Mỹ thì có cài được ngân hàng rồi VNID hay không, thì những cái câu hỏi đấy là cực kỳ là thừa các bác nhá. Bởi vì những cái đấy là những cái mà cơ bản nhất rồi, nếu mà không dùng được cái đấy thì dùng cái gì bây giờ. Đấy, các bác nhìn chưa. Đấy, qua này thì tiếng Việt đầy đủ nha, VNID ngân hàng các kiểu bao cho bác full tất cả ngân hàng luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm là máy Mỹ là dùng được VNID đầy đủ tiếng Việt, CS Play các kiểu, dùng không khác gì một chiếc máy tại Việt Nam. Và giá lại rẻ hơn 8 triệu so với máy Việt Nam, vì bản chất nó là có cái thằng Samsung nó sản xuất chứ còn có ai sản xuất nữa đâu. Nó là hàng chính hãng mà có phải hàng tàu hàng China nội địa Trung Quốc đâu mà không dùng được. Đấy thì các bác có thể lựa chọn cái dòng sản phẩm 23 Ultra này các bác nhá. Và một con máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay chính là con 24 Plus, máy màu trắng bạc này. Con này thì gần hơi hơi bạc bạc một tí thôi.
Nó là máy mới 99,9%, nó là hàng dùng rồi nhưng mà nó là siêu lướt, không khác gì một con máy vừa mới bóc ra khỏi hộp luôn. Em thấy chả thấy một cái vết xước nào trên cái máy này cả. Nó là hàng đẹp keng các anh em. Và còn em check bảo hành thì còn bảo hành của hãng đến tận tháng 3 năm 2025. Đấy là bảo hành của hãng nhá, còn chưa tính là bảo hành của Ikea cộng nữa. Con này còn bảo hành đến cuối 2025 cơ. Đấy, nên là các bác hiểu là bây giờ mới là giữa năm 2024 thôi, cứ bảo hành còn tầm 1 năm nữa. Con này RAM 12/256GB và pin của nó là 4900, chip Exynos 2400, hai SIM vật lý game của gọi. Giá là 16,5 triệu, rẻ hơn các bác đi đập hộp khoảng 5 triệu các bác nhá. Rẻ hơn đập hộp 5 triệu mà được một con máy chất lượng tương đương. Cái này giá 16,5 triệu, S24 Plus, máy vuông thành sắc cạnh, ok. Và đây cũng là con máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cho các bác. Bác nào mà chốt mà kết chiếc nào thì các bác vào việc ngay qua cái này cho giúp em, 0911-00329, địa chỉ cửa hàng 111 Triều Quốc, Hà Nội. Ok, xin cảm ơn, xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.